Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với phần 10 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ nâng cao. Và trong phần 10 này có chủ đề là Xuân Xuân Thủ Sư Quản Trụ Xuân Miễn Thị có, Giao Xuân Xuân Thủ Quản tức là thư viện ở nông thôn. Xuân Xuân là nông thôn. Trụ Xuân Miễn có nghĩa là băng trụ xuân miệng giúp cho người dân ở nông thôn thị cao giáo dư sợi phiển thị cao là nâng cao giáo dư sợi phiển là trình độ giáo dục mình đọc lại ha Sáng xuân thủ su quản trụ xuân miễn thị cao giáo dư sợi phiển và sau đây xin mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng xem nội dung chi tiết sư sử nén xén 一位叫杜德健的山西农民,在西农民农，在自己家里开了一间图书馆。四十年前的那个傍一位叫杜德健的山西农民，một 英而 ư ờ 呆登了 n g d ê n là Đỗ Đức Kiện，在自己家里开了一间图书馆。 Khai là 1 chiếc thủ sưu quản là mở ra một cái phòng thư viện thôi trên đây, tức là quy mô nhỏ. Ở đâu? Tại chứ chỉ cha lì, tức là ở tại nhà mình. 40 năm trước, 1 người tên là Tù Tử Chiến, sân sinh nông miền, Tại chứ chỉ cha lì, khai là 1 chiếc thủ sưu quản. Nói thế hy vọng người ta đến thủ sưu quản của nó, học. Na sử hô, lúc đó tha si quan ông ấy hy vọng minh lại tha tờ thủ quan sĩ mọi người đến cái thư viện của ông ấy để học tập và quẩn hoa sự hiển thị cao để nâng cao trình độ văn hóa mang cái gì ra mới làm gì và quẩn hoa sự hiển rồi mới thủy cao Số dĩ ta 开了这间图书馆，所以了叫，照嫩他用自己的钱安慰 g 定 y 人们开了了，đã 这间图书馆，给 á i p h 所以他用自己的钱开了这间图书馆。当地的政府和大学听说了这件事以后。 khi mà chúng ta gặp cái cụm nào đó hay câu nào có từ gì hô thì chúng ta phải dịch là sau khi dịch từ cái từ gì hô đó rồi bây giờ mình giải thích nha tăng ti tờ trân phụ hở ta sẽ là chính quyền địa phương từ tăng ti là ngay ngay cái nơi đó thì mình có tạm dịch là địa phương được tăng ti tờ trân phụ hở ta sẽ chính quyền địa phương và các trường đại học thiên số là trên trên sư gì hậu sau khi nghe được cái chuyện này chiêu băng thá chè chẻ là y sẽ khuấn nạn thì giúp ông ấy để giải quyết một số khó khăn Căng khai sự ta sự hậu khai sự ta sự hô là bắt đầu khi bắt đầu. Rồi căng khai sự ta sự hô là khi mới bắt đầu. Y xe xuân miễn lại khan là y xe. Y xe xuân miệng tức là có một số nông dân người một số người ở sống ở nông thôn á thôn dân tức là xem như là nông dân rồi lại khan là yì xa và cũng đến xem một chút Rảnh hô hồ chư, trai dẹp bù lại là và sau đó là không có bao giờ đến nữa Rảnh hô chiu trai dẹp bù lại là trai dẹp bù là không cái gì đó nữa ví dụ trai dẹp bù lại là không bao giờ đến nữa trai dẹp bù chi là không bao giờ đi nữa trai dẹp bù số là không bao giờ nói nữa Lão Tu biết đạo, đối không cảm hứng. Ông Đỗ Lão Tu là ông Đỗ, ông Đỗ biết rằng họ Minh đối tu không cảm hứng, họ không có hứng thú với chuyện đọc sách. Quê là rằng thăm minh lại khan sư, quê là là vì rằng là để thăm minh lại khan sư vì để à, họ đến xem sách tức là để lôi kéo họ đến xem sách á. Tha hải trai thủ su quản lý Phang lờ y thái chiếu rô Hở tiên sư Tha hải trai thủ su quản lý miền Ông ấy còn ở đâu mới làm gì ở Ở trong cái thư viện của mình Phan là là đã để Hoặc là đặt để đều dùng từ phang này Di thải chiếu trúa khởi tiên sư Một cái chiếc bàn bóng à, Cái bàn để đánh bóng như vậy chắc là bóng bàn thôi Hở tiên sư và tivi

Tại đây lý chế Mượn sách ở đây hay là ở đây mà mượn sách á Bố dung hoa sển là không cần phải trả tiền, không cần phải mất tiền. Bố dung là không cần. Bố dung này có thể đổi bằng bố giao được. Tha dạ răng rỉn mân cao su tham mân tờ phẩm dồ. Chai trở lý hoa sển. Na xế chín sẵn lại thủ su quản Khan su tờ rỉn tờ sân hủa. 有了特別大的變化. bây giờ câu chữ tơ thì mình dịch đặt sao dịch lại bây giờ na xé tức là ta hiểu đó là na xé đó na xé sản lại thủ khan su tơ rẫn. nếu tới đó mình ngưng lại thì là những cái người mà thường xuyên đến thư viện để xem sách rồi xe sản lại thủ sư quản rồi sân là cuộc sống, nhưng mà dịch là cuộc sống của những người mà thường xuyên đến thư viện để xem sách đó. Dù là thơ bẻ ta tờ biên hoa, tức là dù là hình ta tờ biên hoa, đã có một cái sự thay đổi rất lớn. Tức là họ đến họ xem sách rồi họ thay đổi cái tư duy của họ và họ tổ chức cái cuộc sống cho tốt hơn, họ làm việc được tốt hơn. Ý là như vậy và sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc lại cái đoạn này một lần nữa để xem mọi người đã nắm được nhiều chưa và mọi người lưu ý là chúng ta có thể không cần nhìn lên màn hình nghe phần này chúng ta có thể là dùng để làm phần luyện nghe nghe đi nghe lại nhiều lần khi nào mà chúng ta thật là thuộc chúng ta có thể tự kể lại hoặc là kể cho bạn bè nghe miệng <laughs> 在自己家里开了一间图书馆。那时候，他希望人们来他的图书馆学习，把文化水平提高，所以他用自己的钱开了这间图书馆。当地的政府和大学听说了这件事以后，就帮他解决了一些婚难。 刚开始的时候，一些村民来看了一下，然后就再也不来了。老杜知道他们对读书不感兴趣，为了让他们来看书，他还在图书馆里面翻了一台球桌和电视。 Hãy rạng rỡ mà cao nói họ bạn bè, ở đây kiến thư, không cần trả tiền. Những người thường đến thư viện đọc sách, cuộc sống có một sự thay đổi đặc biệt lớn. Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 10 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ nâng cao, chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả mọi người nhớ cho thầy một like và nếu ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký để nhận những thông tin mới nhất à, xin chào mọi người